Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh nha anh chị, để cập nhật được những giá lúa chính xác nhất và mới nhất nha anh chị ha. Vì cái giá lúa mà em cập nhật ở đây á, là em không có sử dụng app, mà em cập nhật từ những anh chị ở mọi miền đất nước mà bình luận lên kênh của em, và em sẽ đọc lại và cập nhật giá cho anh chị ha. Ví dụ như anh chị là người ở Đồng Tháp hoặc là ở Long An gì đi, thì anh chị cũng có thể là điền cái tên lúa cũng như là cái tên địa phương của anh chị, và anh chị cập nhật lên cái phần bình luận ha, và em sẽ đọc lại vào cái video bữa sau cho những anh chị cùng tỉnh hoặc là những anh chị khác cũng có thể là tham khảo được ha. Rồi thì bây giờ em sẽ vào nội dung em cập nhật nè. Thì đầu tiên á, là em sẽ cập nhật là câu bình luận của bạn Nghĩa Lê ha. Bạn này bạn nói là bạn ở là Tân Châu, An Giang, đài Thơm 8 là hiện tại là giá là 8.100, rất là ok nha anh chị ha. Hiện tại là giá lúa đã lên nha anh chị. Rồi tiếp tục là bạn là Lung Linh 101088, bạn này bạn nói á, mình mới cắt lúa đài Thơm 8 vừa xong, 23 bão công lớn, sáng mai là giá là 8.000 ở Gò Quao, Kiên Giang nha anh chị ha. Thì em cũng mới cập nhật một bạn ở Kiên Giang nữa. Rồi một bạn Nam Vũ bạn nói nè, đừng có lấy cọc sớm, tại vì lúa có thể là nó lên nữa. Là cái thông tin là Indo nó mua gạo của Việt Nam nha anh chị ha, bữa giờ em cũng có cập nhật đó, thành ra là cái giá lúa nó lên. Rồi một bạn tên là Châu Minh Tiền 6134 ha, bạn nói á, cách làm của mình rất chính xác, thực tế, bảo đảm hài lòng. À, bạn đang nói về cái vấn đề là mình cập nhật giá ha. Tại vì ở đây thì mình cập nhật giá bằng những câu bình luận khán giả anh chị, thành ra là nó khá là chính xác so với là mình sử dụng app. App là kiểu như là người ta là cái mức giá lúa sạn anh chị, nhưng mà từ cái mức giá lúa sạn mà xuống cái địa phương của mình là nó sẽ có chênh lệch nha anh chị ha. Nói chung là cũng chênh lệch vậy đó. Rồi em sẽ cập nhật là bạn Nguyễn Văn Liễu ha, 1278 nè. Bạn nói bạn ở Vĩnh Hưng, Long An, lúa đài Thơm 8 là ngày 10 tháng 3 là cắt là 8.200. Bạn cập nhật quá là rõ ràng luôn ha. Rồi bạn Giàu Danh 1643 ha, Hậu Giang là thuộc xã Yên Lương, hiện tại là giá 8.000 lúa đài Thơm 8. Rồi bạn là Phan Phú Hữu ha, bạn nói anh Hữu ở Tân Công, Tam Nông, Đồng Tháp là 504 là 7.600, OM là 8.100 mùng 7 cắt. Rồi cảm ơn anh ha, anh đã cập nhật hai cái giá lúa luôn. Thì song song đó thì em cũng chia sẻ ha, thì đôi lúc thì em đọc bình luận nó sẽ bị thiếu nha anh chị ha. Tại vì cái video mới nhất là em sẽ đọc, còn những cái video mà sau sau nữa thì em sẽ cập nhật ở cái kênh phụ của em. Tại vì trong một cái video em làm khoảng đâu tầm 10 phút cho đến 13 phút là đổ lại nha anh chị ha. Làm nhiều quá YouTube nó bóp đầy sức. Thành ra là em sẽ cố gắng là em đọc những cái nội dung mà cập nhật giá mới nhất cho anh chị ha. Và một số anh chị như là anh Nguyễn Vũ Linh, anh có hỏi nè, lúa là ở Hậu Giang RVT là giá bao nhiêu? Thì anh chị nào biết cái giá lúa RVT ở Hậu Giang thì anh chị cập nhật lên giúp em nha. Video sau em sẽ cập nhật cho anh Nguyễn Vũ Linh anh biết. Rồi anh là Hữu Tình Đại như nè, là 7983, anh nói là chiều nay tại Hòa Phú Dòng Diền Kiên Giang, lúa RVT cò đặt cọc là 8.000 hoặc là 8.100 lúa ở tháng Giêng. Rồi thì em cũng vừa cập nhật lúa RVT luôn nha, nhưng mà không phải là ở khu vực ở Hậu Giang ha, mà này là ở Kiên Giang. Rồi tiếp tục em sẽ coi ha. Rồi bạn Ung Thạch 7973 nè, anh nói là tôi ở Thạnh Trị, Sóc Trăng, bữa nay là 7.600 OM 18. Rồi Hậu Giang giá này hơn 8.000 đài Thơm 8. Rồi Mạnh Hà 6441 ha, lúc này giá lúa lên nông dân sản xuất thêm, công nhận mua gạo ăn thêm mệt. Ảnh bình nhận cái gì á. Rồi để em coi tiếp tục nè. Bạn là Hồ Lê Bảo Huy 922 ở An Giang, lái bỏ cọc là 8.000 đài Thơm 8 mà chưa có bán. Rồi tiếp tục nha, bạn Bắp Bùi 2 vậy nè, đài Thơm 8 bữa 24 cắt 7.600, mình ở Mộc Thọ, Châu Thành. Rồi tiếp tục là bạn Mai Phạm 6021 ha, mình ở Vĩnh Long là lấy cọc đài Thơm 8 là hiện tại là 8.300. Rồi tiếp tục nhà bạn Bin Bin nữa nè, mình ở Phú Mỹ, Sóc Trăng, hôm nay là 8.000, khá là ok nha bạn ha. Rồi Khánh Bùi nè 3382 nè, tôi ở Phụng Hiệp, Hậu Giang, mới lấy cọc đài Thơm 8 chỉ có 7.500 đồng. Vậy là cô chuẩn bị ép giá nha anh ơi, nãy giờ ta 8.000 không. Rồi Trinh Nguyễn nè 1505 ha, Thanh Bình, Đồng Tháp, OM 18 giá 8.100. Rồi tiếp tục nè, giống ca nè, ok chính xác, xã Thuận Quyện, Bến Cầu Tây Ninh, gần chỗ mình xã Phước Đức Huệ là giá 8.000.
Rồi, ok nha, tiếp tục em sẽ đọc tại vì video này nó quá trời nhiều bình luận anh chị ơi. Còn kênh phụ của em nữa, em qua mới đăng kênh phụ á, em mới đăng lên tách cộng đồng thì anh chị nào có thể là xem thêm ha, tại vì có một số câu hỏi là em đọc nó bị thiếu á. Tại vì em sẽ dò lại, tại vì video này em chỉ cập nhật cái video mới nhất thôi. Rồi anh user một y nói nè, lúa lên nông dân biết vụ nào cũng vậy mà. Đầu vụ thì lúa tăng, giữa vụ vô thu hoạch đấy thì lúa thấp, đến khi thu hoạch xong thì lúa lại tăng, năm nào cũng vậy. Các bạn bình luận vậy nha. Rồi em cập nhật cái câu bình luận của anh Thái Nguyên 3316 nha. Anh nói là lúa tôi là mới được 40 ngày trước là bán là 10k một vụ, chắc Ấn Độ tiếp tục cấm sản xuất, Indonesia, Philippines phát sức mạnh gì nè, lúa thấp nhất là 8k. Chưa hiểu ý anh ơi. Rồi tiếp tục nè, kênh Nguyễn Thị Thúy nè, kênh báo chính xác quá. Ok bạn Nguyễn Thị Thúy 8496 nha. Tại vì này là em cập nhật những cái giá của những anh chị lên thôi, chính xác luôn. Rồi anh user 22x nè, tôi ở Châu Thới, Bạc Liêu, đại thơm 8 là hiện tại là chỉ có 7600 thôi, tôi có lấy cọc đâu. Thì bây giờ cố gắng đợi nha, tại vì lúa chuẩn bị lên ha, có 7600 thì cũng không nên cọc chi, thấy là 8000 cho lên không. Rồi ở Dũng Liêm nè, OM18 là giá 8000 nha. Dũng Liêm là của Vĩnh Long nha. Rồi tiếp tục là một bạn ở Vĩnh Long nè, ở Vĩnh Long Đại Thơm 8 giá 8400 chưa bán. Đó bạn Tiên Mỹ 5105 ha. Rồi tiếp tục là bạn là Bùi Văn Tiên 107 là Long Xuyên An Giang mùng 2 cắt giá 7400. Rồi tiếp tục một bạn là Nhật Thanh 5900 ha, Long Mỹ Hậu Giang ngày 21 là cắt là 7700 lúa Đại Thơm 8 nha. Minh Minh 1477 tình hình đã đón trước được nên không có gì bỡ ngỡ. Tiếp tục là bạn Nguyễn Cẩm Nhung ha, 6911 Đài Thơm 8 Phú Mỹ là 8000 đồng 1 kg. Rồi bạn Sai 4.0 nè, Hòn Đất Kiên Giang ngày mai cắt là 8000 một ký lúa Đài Thơm 8. Ở Sóc Trăng là 8400 mùng 4 cắt. Rồi user 3x nè, mới lấy cọc RVT bữa 3 tháng 2 âm lịch lấy được là 8000 một ký. Rồi tiếp tục nè, bạn gì nói nè, bạn làm clip ý nghĩa, ok bạn nha, cảm ơn luôn. Rồi tiếp tục là bạn Lâm Nguyễn Thanh nè, 6690 nè, Sóc Trăng bữa nay OM18 là 8002 mùng 10 cắt. Rồi Cà Mau đâu hết rồi, rồi anh em Cà Mau vô cập nhật giá đi để cho bạn Minh Hoàng nè, bạn hỏi Cà Mau đâu hết áo rồi. Bạn chia sẻ lên mấy cái nhóm hội rúp á, hội rúp mà trồng lúa của Cà Mau á, hoặc là những hội rúp khác để cho những anh chị nào mà đang trồng lúa thì cũng có thể là tham khảo được ha. Rồi tiếp tục em cập nhật của anh user 1B ha, cắt nước 7 đến 10 ngày là ok. Rồi bạn user 4C nè, OM18 nè, 8000 đồng 1 kg ở Mộc Quá Long An, 3 ngày nữa cắt. Nói em cập nhật ở Mộc Quá Long An nha. Mộc Quá Long An qua nay cũng nhiều anh chị cập nhật ít. Với lại em cập nhật thêm cái giá lúa nếp ở Long An nha, hiện tại là nó 7700 nha anh chị. Qua này cũng có mấy nhiều anh chị hỏi đó, anh chị nhớ like và đăng ký kênh nha. Rồi tiếp tục là Nguyễn Nhân Phú này, 9109 là ở Tịnh Biên An Giang là Đài Thơm 8 giá sao bạn? Tịnh Biên An Giang lúa Đài Thơm 8 như là 8000 rồi nha bạn ha, 8000 rồi đó, lên 8000 rồi, giờ thời điểm này lúa nó hút lại rồi. Rồi anh Trúc Phan này, 9258 nha, Long An Mộc Quá Long An hôm nay đầm Đài Thơm 8 là 8000. Rồi chưa nghe cập nhật lúa ở Gò Công Tây, ok anh Thành Phan nè, em ở Gò Công Tây luôn đó nè anh ơi. Lúa ở Gò Công Tây á, hiện tại là lúa VD20 á, là lúa đứng nha, là 9002, còn lúa sập á là 9001, khá là cao nha anh ha. Còn đối với Đại Thơm 8 hiện tại là nó là 7009 nha, 7009. Còn 4900 ở Gò Công á là hiện tại là 8500 khu vực Gò Công Đông. Rồi ok anh nha, anh Thành Phan nha, anh hỏi chúng em ở Gò Công Tây luôn nè, mà tại kiểu như bữa giờ em cũng không có chia sẻ nhiều. Rồi Thảo Nguyên nè, giá lúa Tây Ninh 5451 là bao nhiêu? Thì ở đây thì anh chị nào ở Tây Ninh thì cứ cập nhật cho em giá lúa 5451 nha, em cập nhật cho bạn Thảo Nguyên. Và bạn user 2M nè, em ở Kinh 2 Tân Hiệp Kiên Giang OM18 bán có 7400 ha, mùng 7 tây này cắt ha, 7 tây này cắt ha. Quỳnh Thị Tinh bạn các bạn, đúng rồi Quỳnh Thị Tinh đó bạn, đúng rồi, mình là Quỳnh Thị Tinh đây, bạn Phú Hồng.
Rồi ok nè, tiếp tục là Danh Võ nè, 3857 nè, Thủ Thừa, Long An. Lúa nàng qua là giá bao nhiêu? Rồi anh chị nở là cập nhật giùm em lúa nàng qua nha. Rồi tiếp tục là bạn user 8B nè, ST24 nè, Bạc Liêu là ở ST24 là 8.700 nha, 8.700. Tiếp tục là giá lúa nếp hiện tại là bao nhiêu? 7.700 nha, ở khu vực Long An nha. Rồi tiếp tục là Tiền Giang lúa nàng qua bao nhiêu? Lúa nàng qua em chưa cập nhật được nha, hồi nãy giờ em chỉ cập nhật lúa VD với lúa Đài Thơm à. Rồi em sẽ cập nhật sau, anh chị ở Tiền Giang thì cập nhật lên giúp em nha. Rồi bạn user 9W nè, mình tên Lê Hữu Lý là Công, Thái Hưng, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, Kiên Giang, mới nhận cọc hôm nay Đài Thơm 8 là 7.700. Rồi ok anh Lê Hữu Lý nha, cảm ơn anh đã bấm đăng ký kênh em cũng như là cập nhật giá cho những anh chị ở Kiên Giang nắm nha. Rồi lúa Sóc Trăng còn nhiều nghe. Rồi ở Sóc Trăng còn nhiều thì chúc mừng nha, chúc mừng Sóc Trăng nha, chứ tỉnh em là thu hoạch một nửa rồi. Rồi tôi ở Tây Ninh là 5451 mà không biết giá, cho xin giá 5451. Anh chị nào biết giá 5451 thì cập nhật giá giúp em nha. Ở Tây Ninh giá nếp Long An 7.700, hồi nãy giờ em có cập nhật nha. Rồi một bạn là Trung Anh hỏi nè, DS1 nè, Đồng Cơ, Kiên Giang giá bao nhiêu, thì anh chị nào ở Kiên Giang cập nhật giúp em giá DS1 nha, đặng em có thể là cập nhật giá ở cái video sau nha. Rồi anh user 77Q nè, tôi ở Châu Thành, An Giang, 5504 là 7.500 nha. Tiếp tục là lúa OM 380 giá nhiêu em, mình ở Tịnh Biên, An Giang. Rồi anh chị cập nhật giúp em lúa OM 380 nha, ở An Giang nha. Rồi quá trời lúa luôn. Rồi một bạn ở Vũng Tàu hỏi nè, Hoàng Văn Hiệp gì nè, là em ở Vũng Tàu, ở Châu Đức, tầm khoảng 3 tuần nữa là sẽ cắt 5451 nhưng mà không biết giá. Hồi nãy giờ có nhiều anh chị hỏi về lúa 5451 luôn nhưng mà em chưa cập nhật được giá nha, anh chị cập nhật giúp em ha. Rồi có một bạn cập nhật lúa 5451 luôn nè, 5451 là 9.000 đồng một ký, ở Long An 10 ngày nữa cắt nha. Bạn là người miền Tây 366 là bạn cập nhật nha. Rồi tiếp tục đó là bạn là Bùi Văn Tiên gì nè, 504 mùng 2 cắt 7.400. Rồi tiếp tục mình ở xã Vĩnh Phú, Đại Thơm 8 là giá 8.000. Ok nha. Hòn Đất ST24 không có mua, sao kỳ vậy. Rồi giá nếp 3 tháng ở An Giang hàng sau em, hiện tại em chỉ cập nhật được tỉnh Long An thôi là 7.700 nha anh ha. Tại vì những câu hỏi thì bình luận lên á thì cứ chỉ có vậy thôi. Rồi thôi thì em cũng tạm dừng video tại đây nha anh chị ha. Còn những cái câu hỏi sau thì em sẽ cập nhật ở một cái video ở bên kênh phụ nha, tại vì video này cũng quá dài rồi. Em mến chúc tất cả cô chú anh chị được trúng mùa nha. Em xin được mến chào.